Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Tị Bút. Bé có thường xuyên được bố mẹ cho ra ngoài chơi không? Khi ra ngoài, bé hãy luôn theo sát bố mẹ nhé. Nếu chẳng may bị lạc đường, bé nhớ bình tĩnh và xử lý giống như Jimmy trong câu chuyện Lạc đường không hoảng loạn dưới đây nhé. Cuốn sách này nằm trong bộ sách kỹ năng xử lý tình huống cho bé, sẽ giúp bé trang bị rất nhiều kỹ năng quan trọng trong cuộc sống đấy. Ba mẹ muốn xem thêm thông tin và đặt mua tựa sách này, có thể nhấn vào link bên dưới phần mô tả nhé. Cậu bé Jimmy và mẹ đang trở về nhà sau khi đi mua sắm ở trung tâm thương mại, thì cậu bỗng nhìn thấy một chiếc xe bán kem. Jimmy muốn ăn kem, cậu chạy về phía chiếc xe bán kem mà chẳng nói gì với mẹ. Cậu mua một que kem bằng tiền tiêu vặt của mình và bắt đầu ăn. Khi Jimmy quay trở lại chỗ cũ, cậu nhìn quanh nhưng không thấy mẹ đâu nữa. Cậu nhận ra rằng mình thật ngốc nghếch khi chạy ra xa khỏi mẹ mà không nói gì với mẹ. Cậu đi vào một con phố trông có vẻ quen thuộc và rẽ tiếp vào một con phố nhỏ hơn. Con phố này trông chẳng quen tí nào. Mình phải đi thử sang một con phố khác mới được, cậu bé Jimmy nghĩ. Cậu bé Jimmy thử đi sang một con phố khác, rồi một con phố khác nữa, nhưng vẫn không thể tìm thấy đường về nhà. Cậu nhận ra rằng cậu đã hoàn toàn lạc đường. Lúc đầu, cậu rất hoảng hốt. Cậu nghĩ, mình sẽ về nhà bằng cách nào đây? Cậu bé Jimmy tìm khắp xung quanh xem có chú cảnh sát nào không, nhưng chẳng có chú cảnh sát nào ở đó cả. Mẹ cậu đã dạy cậu rằng cảnh sát, lính cứu hỏa, bác sĩ và y tá là những người lạ có thể tin cậy. Cậu biết rằng sẽ thật nguy hiểm nếu nói chuyện với bất cứ người lạ ngẫu nhiên nào. Ngay cả những người lạ trông có vẻ tử tế cũng có thể nguy hiểm. Jimmy quyết định tìm một tòa nhà an toàn. Cậu trở lại con đường cũ và may mắn tìm được đường trở lại trung tâm thương mại. Cậu nhận ra cửa hàng bán đồ ăn mà cậu yêu thích. Giờ thì cậu cảm thấy an toàn rồi. Cậu bé Jimmy bước vào bên trong cửa hàng và nhìn quanh. Cậu nhìn thấy một bà mẹ đang ngồi cùng một em bé. Cậu biết rằng tiếp cận một bà mẹ là việc an toàn. Cậu ngập ngừng tiến tới chỗ bà mẹ và nói: Cháu chào cô, cháu là Jimmy, cháu đang bị lạc. Cô có thể giúp cháu tìm mẹ cháu được không ạ? Bà mẹ ấy lo lắng nhưng mỉm cười trấn an cậu bé. Ồ, đừng lo Jimmy, chúng ta sẽ tìm được mẹ cháu. Cậu bé Jimmy thuật lại câu chuyện của mình cho người phụ nữ ấy nghe. Cô lập tức gọi điện đến đường dây nóng của cảnh sát và một chú cảnh sát liền đến cửa hàng ngay. Chú cảnh sát tiến tới chỗ Jimmy và nhẹ nhàng hỏi: Cháu sống ở đâu Jimmy? Tên mẹ cháu là gì? Jimmy đáp: Mẹ cháu tên là Grace, gia đình cháu sống ở số 221 phố Bắc. Chú cảnh sát trấn an Jimmy rằng họ sẽ sớm gặp mẹ cậu. Chú cảnh sát nói chuyện với đồng nghiệp của mình trên bộ đàm. Một lát sau, chú mỉm cười và nói: Đồng nghiệp của chú đã tìm thấy mẹ cháu và báo cho mẹ cháu biết rằng cháu đang an toàn. Bây giờ chúng ta có thể đi về nhà cháu. Mẹ Jimmy nhẹ nhõm khi thấy cậu bé được an toàn. Cô ôm chầm lấy Jimmy. Jimmy đã học được một bài học và hứa với mẹ rằng cậu sẽ không bao giờ đi lang thang một mình nữa vì cậu không muốn lại đi lạc. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tị Bút nhé. Đừng quên thích, theo dõi kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ bất cứ audiobook mới nào từ Đinh Tị nhé.